Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em phân tích khổ 1, 14 câu thơ đầu bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 15 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video là một trong những bài phân tích 14 câu thơ đầu hay nhất. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Tây Tiến là bài thơ tiêu biểu nhất của hồn thơ Quang Dũng và là một trong những bài thơ hay nhất trong số những bài viết về đề tài người lính thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Với sự kết hợp tài tình giữa bút pháp hiện thực và cảm hứng lãng mạn, bài thơ đã khắc họa chân thực cuộc sống và chiến đấu đầy gian khổ, sự hy sinh anh dũng và vẻ đẹp hào hoa, hào hùng của người chiến sĩ Tây Tiến. Bức chân dung người lính Tây Tiến oai hùng, lẫm liệt hiện lên rõ ràng qua 14 câu thơ đầu của bài thơ. Bài thơ được viết năm 1948, lúc cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta gặp muôn vàn khó khăn. Không những phải chiến đấu nơi rừng núi hiểm trở, người lính Tây Tiến còn phải đối diện với sự thiếu thốn về quân trang, quân dụng, lương thực và thuốc men. Thế nhưng, bằng tất cả sức mạnh của lý tưởng yêu nước, người lính đã kiên cường bám trụ địa bàn, sống lạc quan tin tưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫu có mất mát hy sinh. Tất cả được Quang Dũng ghi nhận trong bài thơ vừa hào hùng vừa hết sức bi tráng. Sự kết hợp giữa cảm hứng lãng mạn và bút pháp hiện thực đã tạo ra chất bi tráng rất đặc biệt trong 14 câu thơ đầu bài thơ, đem đến những sắc màu và âm hưởng mạnh mẽ, hào hùng cho sự hy sinh, mất mát của người chiến sĩ Tây Tiến. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là nỗi nhớ, nhớ đồng đội thân yêu, nhớ đoàn binh Tây Tiến, nhớ bản Mường và núi rừng miền Tây, nhớ kỷ niệm đẹp một thời trận mạc. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. Mở đầu bài thơ là một tiếng gọi làm nao lòng người. Nỗi nhớ thương, nỗi nhớ như nén chặt, bỗng trào dâng. Sông Mã không chỉ là một địa danh mà nó còn là một chứng nhân lịch sử trong suốt chặng đường hành quân. Tây Tiến cũng không chỉ là tên một đoàn quân mà nó đã trở thành một người bạn, một người tri kỷ bấy lâu. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, như chứa đựng cả một bầu trời thương nhớ với bao bâng khuâng hụt hẫng và nuối tiếc. Âm ơi như ngân vang ra từ vách đá của núi rừng Tây Bắc, ngân vang trải dài đến đâu mang theo tâm tư tình cảm của Quang Dũng lan ngấm thấm tràn đến đó. Từ ơi bắt vần với từ láy chơi vơi, làm cho âm điệu câu thơ trở nên mênh mang chơi vơi. Từ phủ Lưu Tranh, ông nhớ dòng sông Mã, nhớ núi rừng miền Tây, nhớ đoàn binh Tây Tiến, một đơn vị bộ đội đã hoạt động tại vùng rừng núi miền Tây Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La, biên giới Việt-Lào trong những năm đầu kháng chiến. Bao kỷ niệm đẹp một thời chinh chiến bỗng sống dậy. Những tên bản, tên Mường của rừng xưa núi cũ yêu thương hiện về, bỗng trở nên gần gũi thân thiết làm sao xuyến hồn người chiến sĩ. Sải khao xương lớp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Sải khao Mường Lát là những địa danh bản làng xa xôi hẻo lánh mà lính Tây Tiến đã hành quân qua hoặc đã có những phút giây ngơi nghỉ. Sải khao là mảnh đất lắm sương nhiều khói, sương che lấp đường đi, sương phủ kín bóng người, sương như tấm áo choàng bảng làng trùm lên con sông, ngọn suối, sườn đèo. Ta nghe đâu đây giữa núi rừng hiểm trở treo leo có những hơi thở mệt mỏi của những chàng trai đất Hà Thành nhọc nhằn trên từng chặng đường hành quân. Thế mà với trái tim nhạy cảm, tình yêu tha thiết với mảnh đất và con người Tây Bắc, họ như nghe từng hơi thở, nhịp đập, thậm chí là cái khe khẽ trở mình của cỏ cây hoa lá trên đất Mường Lát khi màn đêm buông xuống. Ngày nối ngày, đêm nối đêm, trải qua bao dãi dầu, đoàn quân mệt mỏi giữa cái biển sương mù của núi rừng miền Tây. Đoàn quân mỏi tưởng như bị lấp đi, bị chĩu xuống trong mệt mỏi gian truân. Nhưng thật bất ngờ bỗng xuất hiện hoa về trong đêm hơi. Cái mỏi mệt, cái gian khổ như đã tiêu tan. Sáu thanh bằng liên tiếp diễn tả cái nhẹ nhàng, cái lâng lâng trong tâm hồn người lính trẻ đi tới đích sau những chặng đường dài hành quân đầy thử thách. Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Có thể nói, Quang Dũng như một phóng viên, lìa ống kính để mở ra trước mắt người đọc một thước phim về rừng núi hiểm trở mà treo leo. Dốc lên khúc khửu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng người trời. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông, mưa xa khơi,
các từ lấy thăm thẳm, khúc khỉu, heo hút được lựa chọn và sử dụng như những nét khắc, nét vẽ có giá trị tạo hình đặc sắc, làm hiện lên những dốc, những cồn mây mà nhà thơ và đồng đội phải vượt qua trong những tháng ngày áo vải chân không đi lùng giặc đánh theo Hồng Nguyên. Cả câu thì có 5 chữ mang thanh chắc: dốc lên khúc khửu, dốc thăm thẳm, nhằm nhấn mạnh cuộc hành quân của đoàn quân Tây Tiến đi qua địa bàn đèo dốc quanh co lên cao mãi, vô cùng khó khăn khốc liệt. Có câu thơ gồm 2 vế tiểu đối: bản lĩnh kiên cường của người chiến sĩ Tây Tiến được đo bằng ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, núi tiếp núi, đèo nối đèo, hết lên cao lại xuống thấp, đoàn quân đi trong mù sương, trong màn mưa rừng. Dường như câu thơ có sự chuyển động, càng để ra hai phía là núi cao chất ngất lưng trời, ngực sâu thăm thẳm khôn cùng, để lại khoảng trống về một Tây Bắc dữ dội, huyền bí như một ẩn số đối với con người. Từ những đỉnh cao ngàn thước, các chiến binh dõi tầm mắt nhìn xa, những bản mường, những nhà sàn thấp thoáng ẩn hiện. Câu thơ thất ngôn, toàn thanh bằng, gợi tả cảm xúc tươi vui, lâng lâng thanh thản, dâng lên trong tâm hồn người lính trẻ, rất lạc quan yêu đời, khi dõi nhìn về xa, qua màn mưa rừng. Nhà ai pha luông mưa xa khơi? Cảnh vật bỗng trở nên nửa thực nửa ảo, chập chờn như trong cõi mây, chất lãng mạn như phủ kín cảnh vật. Đó là sản phẩm của một họa sĩ ẩn trong tâm hồn một thi sĩ. Súng người trời là một cách cảm nhận rất ngộ nghĩnh, mang đậm chất lính. Một chút tiếu táo của người lính giữa chốn đèo cao càng làm cho họ trở nên đẹp đẽ hơn, như minh chứng cho cái ý chí, sức mạnh phi thường và khao khát chinh phục. Sự trắc trở hiểm nguy của thiên nhiên còn được diễn tả một cách gân guốc: chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp trêu người. Cảnh hiểm trở treo leo nhưng đâu có tĩnh lặng thanh bình. Với những từ oai linh gầm thét, thác nước như một sức mạnh thiêng liêng đầy quyền uy, đầy đe dọa, và những con hổ đi lang thang hoành hành ngang dọc coi mình là chúa tể của núi rừng, làm cho cảnh rừng núi thêm rùng rợn ghê sợ. Chiều chiều rồi đêm đêm, thiên nhiên dữ dội gầm thét và những hiểm nguy luôn rình rập như thể trêu người. Thiên nhiên hùng vĩ mà kỳ tráng, con nét bút của Quang Dũng đã trở nên khắc nghiệt, khó khăn và đầy những hiểm nguy. Và vì chiến tranh, vì rừng thiêng nước độc, cho nên rất nhiều chiến sĩ, rất nhiều đồng đội đã phải bỏ mình nơi đó, bỏ lại tuổi trẻ và những ước mơ dở dang. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục bên súng mũ bỏ quên đời. Bỏ quên đời chỉ là cách nói nhằm giảm nhẹ sự mất mát, tang thương khi người lính lìa trần. Nhưng hình ảnh sử dụng rất đắt là hình ảnh gục lên súng mũ. Ta chợt nhớ đến dáng đứng của anh giải phóng quân về sau trong thơ Lê Anh Xuân. Anh ngã xuống trong khi đang đứng bắn, máu anh tuôn theo lửa đạn cầu vồng. Dáng đứng của anh giải phóng quân mãi mãi đi vào lòng người dân trong kháng chiến chống Mỹ, thì dáng ngã xuống, gục xuống của anh lính Cụ Hồ hẳn sẽ không phai mờ trong tâm hồn của Quang Dũng, của đoàn quân Tây Tiến và của những người tham gia kháng chiến. Gục lên súng mũ cũng là cách nói nhẹ và cũng là cách nói của những người thanh niên trí thức lúc bấy giờ. Người lính ra đi nhưng đồng đội của anh lại tiếp bước. Đang nói đến cái rùng rợn bí hiểm của rừng già, nhà thơ bỗng nhớ lại một kỷ niệm ấm áp tình quân dân. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Trong gian khổ thiếu thốn, người ta càng nâng niu càng quý trọng nghĩa tình. Hình ảnh những nổi cơm lên khói, những mùa màng thơm nếp xôi và đặc biệt là em biểu tượng cho người dân Tây Bắc hiện về trong cảm xúc nhà thơ, vừa tự nhiên vừa tinh tế. Sự xuất hiện của những hình ảnh này khiến cho đoạn kết của khổ thơ có sức bay bổng. Đoạn thơ ấm lại trong tình quân dân mặn nồng, hai câu cuối gieo vào tâm hồn độc giả một cảm xúc ấm nóng, cái ấm nóng của tình người. Đây chính là chất lãng mạn bay bổng của đoạn thơ, và nó như một nét vẽ tươi sáng của bức tranh. Đoạn thơ là sự phối kết hợp hài hòa giữa bút pháp hiện thực và lãng mạn. Cả đoạn thơ như một bức tranh thủy mặc cổ điển được phác thảo theo lối tạo hình phương Đông. Quang Dũng là một họa sĩ, ông có tài chấm phá trong việc phác thảo cảnh vật. Quang Dũng đã xây dựng một đài kỷ niệm trong thơ cho thiên nhiên Tây Bắc và người lính Tây Tiến.
14 câu thơ trên đây là phần đầu bài Tây Tiến, một trong những bài thơ hay nhất viết về người lính trong 9 năm kháng chiến chống Pháp. Bức tranh thiên nhiên hoành tráng, trên đó nổi bật lên hình ảnh chiến sĩ can trường và lạc quan, đang dấn thân vào máu lửa với niềm kiêu hãnh, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Đoạn thơ để lại một dấu ấn đẹp đẽ về thơ ca kháng chiến mà sự thành công là kết hợp hài hòa giữa khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Nửa thế hệ đã trôi qua, bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng ngày một thêm ý nghĩa. Hết bài phân tích. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.